được khai trương chợ hải sản Nguyễn Khoa, xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại chợ hải sản Nguyễn Khoa. Địa chỉ số 120 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chợ hải sản Nguyễn Khoa là nhà cung cấp số 1 hải sản tươi sống tại Thúy Lĩnh, chuyên cung cấp cho các nhà hàng lẩu nướng buffet tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hải sản tươi sống Nguyễn Khoa được đánh bắt và thu mua từ các cảng biển nổi tiếng trong cả nước với số lượng phong phú và chất lượng tốt nhất như cảng Cái Rồng, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Ninh, Sầm Sơn Thanh Hóa, Cửa Lò Nghệ An, Giao Thủy Nam Định. Quy trình bảo quản và vận chuyển bằng xe chuyên dụng luôn đảm bảo về chất lượng tốt nhất, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Đến với chợ hải sản Nguyễn Khoa là bạn đang đến với đại dương xanh với vô vàn các loại hải sản tươi sống khác nhau như tôm hùm bông và tôm hùm xanh, tôm sú, tôm thẻ, tôm hẹ biển, tôm biển, tôm he biển, tôm biển. Đặc biệt, cua Cà Mau được thu mua từ vùng đất Nam Căn, nơi có chất lượng cua ngon nhất cả nước. Với những chú cua thịt béo ú, gạch vàng ươm, đảm bảo thử một lần sẽ nhớ mãi. Ngoài ra, chợ hải sản Nguyễn Khoa luôn ngập tràn những dòng ghẹ xanh, ghẹ đỏ, bề bề, ốc hương, cung ứng số lượng lớn cho các nhà hàng và chợ đầu mối. Chúng tôi còn có cá sông, cá vược, cá chim và còn cả một thế giới ngao, sò, ốc, tu hải, móng tay, sò lông, hàu, ngao hai cùi và nhiều loại sứa. Đến với hải sản Nguyễn Khoa, bạn có thể trực tiếp tham quan dùng tay bắt hải sản, cảm nhận thú vui khi mua hải sản tại đây, đặc biệt tại chợ hải sản Nguyễn Khoa. Với phương châm bán lẻ rẻ như bán buôn, bạn không bao giờ lo về giá, giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ phải chăng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 098 563 5235 để được tư vấn và đặt hàng, miễn phí ship trong bán kính 2 km. Địa chỉ chợ hải sản Nguyễn Khoa, số 120 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chợ hải sản Nguyễn Khoa mang cả thế giới biển khơi tới gia đình bạn. Xin trân trọng kính mời. Tưng bừng khai trương chợ hải sản Nguyễn Khoa, xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại chợ hải sản Nguyễn Khoa. Địa chỉ số 120 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chợ hải sản Nguyễn Khoa là nhà cung cấp số 1 hải sản tươi sống tại Thúy Lĩnh, chuyên cung cấp cho các nhà hàng lẩu nướng buffet tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hải sản tươi sống Nguyễn Khoa được đánh bắt và thu mua từ các cảng biển nổi tiếng trong cả nước với số lượng phong phú và chất lượng tốt nhất như cảng Cái Rồng, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Ninh, Sầm Sơn Thanh Hóa, Cửa Lò Nghệ An, Giao Thủy Nam Định. Quy trình bảo quản và vận chuyển bằng xe chuyên dụng luôn đảm bảo về chất lượng tốt nhất, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Đến với chợ hải sản Nguyễn Khoa là bạn đang đến với đại dương xanh với vô vàn các loại hải sản tươi sống khác nhau như tôm hùm bông và tôm hùm xanh, tôm sú, tôm thẻ, tôm hẹ biển, tôm biển, tôm he biển, tôm biển. Đặc biệt, cua Cà Mau được thu mua từ vùng đất Nam Căn, nơi có chất lượng cua ngon nhất cả nước. Với những chú cua thịt béo ú, gạch vàng ươm, đảm bảo thử một lần sẽ nhớ mãi. Ngoài ra, chợ hải sản Nguyễn Khoa luôn ngập tràn những dòng ghẹ xanh, ghẹ đỏ, bề bề, ốc hương, cung ứng số lượng lớn cho các nhà hàng và chợ đầu mối. Chúng tôi còn có cá sông, cá vược, cá chim và còn cả một thế giới ngao, sò, ốc, tu hải, móng tay, sò lông, hàu, ngao hai cùi và nhiều loại sứa. Đến với hải sản Nguyễn Khoa, bạn có thể trực tiếp tham quan dùng tay bắt hải sản, cảm nhận thú vui khi mua hải sản tại đây, đặc biệt tại chợ hải sản Nguyễn Khoa. Với phương châm bán lẻ rẻ như bán buôn, bạn không bao giờ lo về giá, giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ phải chăng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 098 563 5235 để được tư vấn và đặt hàng, miễn phí ship trong bán kính 2 km. Địa chỉ chợ hải sản Nguyễn Khoa, số 120 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chợ hải sản Nguyễn Khoa mang cả thế giới biển khơi tới gia đình bạn. Xin trân trọng kính mời.